Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món ngon mỗi ngày. Quý vị khán giả thân mến, món canh rất là phổ biến trong các bữa cơm hàng ngày. Canh không chỉ bổ sung chất xơ nè, vitamin từ các loại rau, mà bên cạnh đó còn giúp nhuận khoang miệng nè, thực quản nè, làm cho chúng ta có cảm giác ngon miệng hơn. Mà anh Vũ có biết không, Minh Châu thích nhất là những món canh mà có sườn á. Lúc mà mình cắn vô một cái miếng sườn á, cái thịt mềm ngọt nó tách ra khỏi xương đó anh. Đã vô cùng luôn á. Quả là biết thưởng thức đó nha. Vậy ý em sao đây? Ý em là ngày hôm nay anh Vũ hãy làm cho em ăn thử một món mà cũng từ sườn nhưng mà phải lạ. Biết rồi, anh biết là hôm nay muốn anh nấu món canh sườn nên anh chuẩn bị sườn rồi, nhưng mà còn lạ đó hả? Vậy thì anh muốn hỏi em có ăn canh sườn nấu bí đao chưa? Ăn rồi, cái đó ăn lâu lắm rồi. Vậy hả? Còn canh sườn nấu cải chua? Ăn rồi luôn. Canh sườn nấu rau củ? Mẹ em làm hoài à. Trời, sao em rành dữ vậy ta? Nhưng có một món canh anh biết rằng em chưa có được dịp thưởng thức đâu, đó là canh sườn củ cải muối. Nguyên liệu món canh sườn của cải muối gồm có sườn non 400g, hành lá, ngò rí, ớt sừng, củ cải muối 2 củ, hành tím, kỷ tử, tiêu, muối, nước tương lisa, bột ngọt Ajinomoto và hạt nêm Ajingon. Minh Châu có biết để món ăn canh chúng ta được ngon thì chúng ta phải chọn sườn như thế nào không? Em nhớ mang máng à, thôi anh nói luôn đi. Vậy hả? Thưa quý vị và các bạn, để chọn miếng sườn non ngon thì chúng ta nên chọn sườn có xương nhỏ, thịt dày, ít mỡ và thịt có màu hồng. Rồi bây giờ thì em nhớ rồi đó. Quý vị khán giả thân mến, cách chọn sườn ngon đó là chúng ta sẽ lựa sườn non, xương nhỏ nè, thịt dày nè, ít mỡ và có màu hồng. Chính xác. Rồi bây giờ anh sẽ ướp sườn với lại gia vị. Đây là sườn anh đã chặt ra thành từng khúc dài 4 cm. Bây giờ anh sẽ ướp sườn với lại ít gia vị ha. Anh ướp sườn với lại khoảng một muỗng cà phê Ajingon, tí xíu muối và tí xíu tiêu thôi. Rồi tất cả anh sẽ trộn đều lên. Rồi chúng ta để khoảng 15 tới 30 phút để cho sườn thấm. Kế tiếp của cái muối chúng ta sẽ cắt những cái lá xéo mỏng, dày khoảng 2 ly thôi các bạn. Rồi sau khi cắt xong anh phải cho vào đây một tô nước và thêm vào đây một chút xíu muối. Thưa quý vị và các bạn, để chúng ta lấy hết được vị mặn ở trong củ cải muối thì chúng ta nên ngâm củ cải sau khi đã cắt lát vào trong nước có pha một chút xíu muối. Như vậy thì sẽ giúp cho muối trong củ cải sẽ dẫn ra ngoài được nhiều hơn. Như vậy là anh tạo một cái môi trường để cho cái độ mặn ở trong củ cải muối được dẫn ra ngoài đúng không? Chính xác, rất là chính xác. Quý vị khán giả thân mến, cách làm giảm độ mặn của củ cải muối đó là chúng ta hãy cho củ cải muối ngâm vào trong một dung dịch nước muối loãng thôi. Như vậy thì sẽ tạo ra một môi trường tốt để cho chất mặn ở trong củ cải muối nè được thoát ra ngoài đó. Bây giờ kế tiếp anh sẽ bắt đầu nấu sườn ha. Rồi để có một tô canh thì anh cho vào trong nồi này khoảng 1 lít rưỡi nước. Cho vào đây một ít hành tím đập dập ha. Và chúng ta cho sườn vào luôn. Trong khi chờ cho sườn chín thì hành lá, ngò rí và ớt chúng tôi sẽ cắt nhỏ. Củ cải muối sau khi chúng ta đã ngâm qua nước muối pha loãng cho từ 3 đến 4 giờ và chúng ta xả lại nước lạnh và bắt cho ráo nước. Bây giờ sườn đã chín mềm, anh sẽ cho củ cải muối vào. Củ cải muối này chắc là vẫn còn giữ được cái độ mặn cho nên là mình nêm vào đây chắc là cũng ít muối thôi đúng không anh? Chính xác em à. Trước khi chúng ta nêm món canh này thì chúng ta phải kiểm tra cái vị mặn có sẵn ở trong nước canh từ củ cải muối, sau đó chúng ta mới gia giảm cái vị mặn từ muối sau ha. Sau khi củ cải muối đã chín mềm thì chúng ta sẽ nêm nếm lại gia vị. Anh sẽ cho vào đây một ít Ajinomoto, khoảng nửa muỗng cà phê muối. Nửa muỗng là được rồi. Kỷ tử này anh đã rửa qua nước lạnh và anh sẽ cho vào cuối cùng. Rồi bây giờ anh sẽ múc ra thố ha. Rồi anh cho vào đây một ít hành ngò trên mặt. Món canh này chúng ta chấm chung với lại nước tương lisa và ớt sắc lát. Giờ thì còn chờ gì nữa, anh sẽ mời em dùng thử xem món canh này lạ hay không nha. Xin mời em. Vâng anh, em lấy nước thử nha. Thơm mùi củ cải lắm nè. Nước dùng rất là ngọt, thơm, đậm đà. Mà đúng là đúng vị sườn non luôn đó. Có chút vị củ cải muối vô nữa, rất là lạ. Cảm ơn Minh Châu. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn hãy thử nấu canh này một lần đi. Tôi tin rằng các bạn cũng sẽ cảm thấy ngon miệng như Minh Châu đây thôi. Cảm ơn anh Vũ ngày hôm nay đã chỉ cho Minh Châu một món ăn rất là lạ và rất là ngon nữa.
Quý vị khán giả thân mến, còn gì bằng khi mà chúng ta có một tô canh sườn nấu củ cải vào trong một buổi trời mưa hoặc là buổi tối hơi se lạnh chẳng hạn. Rất là tuyệt vời đó quý vị. Và nếu như quý vị muốn nấu những món ăn hơi lạ một chút mà quý vị chưa biết cách chế biến thì quý vị hãy gửi thư về cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Các đầu bếp của chương trình sẽ giúp cho quý vị. Hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto, số điện thoại 0618826188. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày thật là vui vẻ. Còn bây giờ xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.